Hello, em chào tất cả các bác. Em mới về được một chiếc đồng hồ treo tường, thương hiệu là Citizen Made in Japan. Chiếc này sử dụng máy lớn kim choi, một pin đại, chuông là 2 gông đồng, đến giờ đổ chuông và 30 phút cùng đổ chuông luôn. Khung gỗ đẹp xuất sắc. Đặc biệt chiếc này nó có công tắc tắt chuông đây nha các bác. Khi nào mình thích thì mình bật về bên tay trái là off và tắt đó. On là mở. Và Made in Japan à. Đồng hồ này chiếc này nó nằm sát trong góc, thường là nằm dưới đít số 6, là Made in Japan này nó nằm bên đây. Đúng là mỗi chiếc mỗi thiết kế cách khác nhau nha. Số giờ là số nổi học trò, nổi nhôm lên, mặt này mặt nhôm luôn nha các bác, còn hoàng chế. Chiều cao của chiếc này là 32,6 cm, còn chiều ngang là 33 cm, hậu sâu vô là 7,5 cm. Giờ em test thử 30 phút nha, 30 phút mà đổ chuông. Đó, giờ em test tiếp tục, 5 giờ là đổ 5 tiếng. Chuông là 2 gông đồng, tiếng gõ rất ngân nha. Cái đấm màu đen để mình điều chỉnh giờ đó, treo giờ mình điều chỉnh được luôn. Có những chiếc thì mình điều chỉnh phía sau nha các bác, mỗi chiếc là cách thiết kế khác nhau. Khung gỗ này nó dày nha, thành tiếp hết. Rồi bác nào yêu thích chiếc này thì cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại 0918120267, và đây cũng là số Zalo của em. Các bác kết bạn Zalo giúp em nhé, để cần hình ảnh và video em gửi chi tiết. Và em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã xem qua video và luôn ủng hộ hàng hóa bên em nhé. Em kết thúc video, chào tất cả các bác.